Bạn sẽ mỉm cười với ba con giáp này vào tháng 12 âm lịch. Trong tháng 12 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ bất ngờ đổi vận. Nếu trước đây bạn từng buồn bã vì gặp phải những điều kém may mắn, thì vào thời điểm này, cuộc sống của bạn sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Dòng bão qua đi, trời quang mây tạnh, các bạn thuộc những con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, mua hàng có khả năng cao được bốc thăm trúng thưởng, được thần may mắn gọi tên, đi làm dễ được cấp trên trọng dụng, khen thưởng và đề bạt. Trong các mối quan hệ với người khác giới thì dễ dàng tìm được ý chung nhân, và đó là các con giáp. Các bạn hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi cuộc sống của mình nhé. 1. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ được dự báo sẽ phải chịu không ít áp lực trong công việc ở tháng mới. Vận khí giảm sút mạnh, kéo theo đường công danh sự nghiệp có nhiều biến động bất lợi. Nhiều hạng mục không được tiến hành theo dự kiến hoặc có làm nhưng đạt kết quả còn khiêm tốn. Do tương hại thái tuế ngáng trở, thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt, áp lực công việc đè nặng lên vai tuổi này. Điểm báo tử vi cho thấy bạn sẽ luôn phải đề phòng, cảnh giác với những kẻ tiểu nhân và đối thủ kề bên. Đã vậy, áp lực từ cấp trên liên tục gia tăng, công sức bỏ ra có thể không đạt thành công như kỳ vọng. Sự cạnh tranh, đố kỵ trong môi trường làm việc cũng khiến con giáp phải đau đầu. Dù chỉ muốn yên phận làm tốt công việc và nhiệm vụ của mình ở những ngày cận kề năm mới này, nhưng bản mệnh thường phải đối mặt với những lời đâm thọc, chọc ngoáy, mâu thuẫn nội bộ. Khối lượng công việc khá lớn, nếu không được những người xung quanh giúp đỡ, thì e rằng con giáp này khó có thể hoàn thành được công việc đúng như dự kiến. Tuy nhiên, tâm tính cao ngạo cũng khiến bạn khó mở lời nhờ vả ai đó. Nếu tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể đảm nhận một mình mà không cần trông chờ vào một ai. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ cũng cần xông xáo và chủ động hơn trong mọi việc, đừng để phải đợi đến khi người khác giao phó, chỉ bảo thì mới làm. Bởi như vậy, thành công mà bạn có được mãi chỉ đứng sau người khác. Sự chủ động tích cực cũng giúp cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt cấp trên. Ngoài ra cũng cần phải bình tĩnh để làm từng việc một, càng sốt ruột, hoảng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Nhìn chung đây là lúc bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bên trong thách thức lại vẫn có thể thấy những cơ hội đang tiềm tàng, nhất là khi tháng này Ngọ vẫn có sự hậu thuẫn của những cát tinh như là giải thần và tử vi. Còn nếu có thể chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn, dám suy nghĩ khác biệt để phá bỏ những điều lối mòn cũ kỹ, từ đó sẽ có thể tìm ra con đường mới đầy khả quan. Hiện đang là tháng Chạp, Tết đã về gần hết rồi. Hãy cố gắng hoàn thiện cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhất, vấp ở đâu đứng dậy ngay tại đó, không ngừng thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Sự cố gắng của bạn rồi sẽ đem tới cho bạn những kết quả rất đáng tự hào. Trong tháng Quý Sửu, tình hình tài chính của tuổi Ngọ có tăng có giảm, vận trình tốt hay xấu chủ yếu vẫn phụ thuộc vào khả năng tích lũy và thói quen chi tiêu của bạn. Tháng này không phải Ngọ không có cơ hội gia tăng thu nhập. Sự xuất hiện của một số cát tinh như Thiên Tài và Giải Thần vẫn mang tới cho bạn các khoản thu bên lề. Tuy nhiên do vận khí ẩn tàng hung họa khi nguyệt lệnh lâm tuyệt nên tiền bạc có đến nhưng rồi cũng sẽ sớm đi, bản mệnh sẽ vất vả để giữ được tiền trong tay. Với người làm công ăn lương, bạn hầu như không có khoản thu mới, nhưng tháng này sẽ có thêm một khoản đáng kể từ thưởng Tết, nên bạn vẫn có thể trông đợi vào đó. Nếu biết tích góp và chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xoay sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được kế hoạch sắm sửa đón Tết. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán cũng không thật sự lý tưởng. Dù thị trường ngày cận Tết có biến động, sức mua tăng nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng của bạn. Các khoản chi phí phát sinh nhiều trong khi doanh thu không tăng, hầu như chưa có lãi, bạn cần xem xét lại cách thức thực hiện, sai chỗ nào cần sửa ngay, có như vậy tình hình mới chuyển biến tốt. Đầu tư tại thời điểm này thiếu may mắn, lãi ít lỗ nhiều, người tuổi Ngọ nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn. Bạn cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của. Đặc biệt là chớ nên gom quá nhiều hàng Tết kẻo dẫn tới tình trạng tồn kho, ra Tết rất khó tiêu thụ. Bạn nên liệu cơm gắp mắm, tùy vào tình hình chung để có sự điều chỉnh phù hợp. 2. Tuổi Thìn. Chịu tác động từ tương phá thái tuế, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tháng 12 năm 2022 âm lịch dự báo sẽ gặp không ít trục trặc, cản trở từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Càng gần Tết mọi thứ càng cập dập, đây không còn là thời điểm mà bạn có thể thảnh thơi làm những việc yêu thích nữa. Khối lượng công việc cũng tăng mạnh, kèm theo đó là áp lực. Không khí năm mới cũng khiến bản mệnh cảm thấy sốt ruột và muốn hoàn thiện mọi việc thật nhanh để còn kịp đón Tết.
Thế nhưng mọi chuyện có thể sẽ không suôn sẻ như mong muốn của bạn. Thậm chí bạn càng nhanh thì càng dễ lộ ra sai sót, hậu quả vô cùng nghiêm trọng vào lúc này. Tháng này còn có cả hung tinh, âm sát, xung chiếu là điềm báo có kẻ xấu ngấm ngầm hãm hại. Bản mệnh sẽ phải tổn hao rất nhiều tinh lợi mới có thể giữ được mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Cạnh tranh đấu đá ngầm ngày càng gia tăng, nhất là khi xung quanh bạn ai cũng đều là người có năng lực và thời điểm này ai cũng muốn chứng tỏ ưu thế của mình để các khoản thưởng Tết thêm phần dư giả. Lúc này bạn cần phải nỗ lực tiến về phía trước, hạn chế mắc sai lầm, kẻo đó sẽ là cái cớ để kẻ xấu vin vào phá hoại bạn cho bằng được. Nhiều khó khăn ập tới có thể khiến suy nghĩ bản mệnh trở nên bế tắc, vì thế mà con giáp này thường mất bình tĩnh, khó đưa ra được những quyết định đúng đắn và chính xác. Dù vậy, bạn vẫn phải tự nhắc nhở bản thân hành sự thận trọng, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng, thủ tục pháp lý. Sai sót vào thời điểm năm hết Tết đến sẽ rất khó để khắc phục được sớm, lại còn ảnh hưởng xấu tới uy tín và tổn hao về tiền của. Cũng may là tháng này Nguyệt Lệnh Lâm Dưỡng và Thiên Đức Cát Tinh báo hiệu mọi việc sẽ tốt dần lên. Nỗ lực của bạn đến một thời điểm nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần thìn tập trung vào tinh thần cao độ, hạ quyết tâm tới cùng thì mọi việc khó khăn có thể tháo gỡ để gặt hái thành quả xứng đáng. Cũng được thảnh thơi phần nào để yên tâm đón Tết. Xem tử vi tháng 12 năm 2022 tuổi thìn âm lịch, do cục diện ẩn tàng hung hiểm lại có hung tinh rình rập, tài vận của con giáp bất ổn, nhiều biến động thăng trầm rất khó đoán trước. Có thời điểm tiền đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, khó tụ lại. Tương phá khiến vận khí sa sút ở nhiều phương diện. Những chú rồng cũng dễ bị phân tâm bởi nhiều vấn đề, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo để lo công việc, nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn, càng khiến tinh thần của bản mệnh lao dốc. Cũng vì nguyên nhân này mà việc kiếm tiền có phần bê trễ, mọi chi tiêu sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu chính, song công việc chưa đạt được mục tiêu dự kiến, lại thường xuyên bị cản trở do có nguồn thu lương thưởng cũng có thể phải bị đe dọa bất cứ lúc nào. Phải đợi tới cuối tháng mới có khoản thu đáng kể đến từ thưởng Tết, và bạn cần tập trung hết mình vào công việc chính, như vậy bạn sẽ có thu hoạch xứng đáng. Hơn nữa tháng này có Nguyệt Lệnh Lâm Đất Dưỡng, báo hiệu vận khí sẽ có dần khởi sắc. Bạn càng chăm chỉ nỗ lực thì vận trình tài lộc càng có xu hướng dần tăng tiến. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, làm việc mình yêu thích, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Vấn đề chi tiêu nên đề cao tiết kiệm, sắm sửa có chừng mực. Rất may là trước đó con giáp này có một khoản tích lũy không nhỏ nên đủ để trang trải các khoản sinh hoạt phí bắt buộc. Cuối tháng là thời điểm các khoản lương thưởng Tết đổ về túi giúp bản mệnh có thể thở phào, yên tâm sắm sửa đón Tết. Người làm kinh doanh có thể sẽ thấy không hài lòng khi doanh thu năm nay kém hơn so với mọi năm, nhưng nếu đó là xu thế chung thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Hãy cứ tập trung vào phát triển chất lượng sản phẩm, tạo dựng uy tín vững chắc thì khách hàng sẽ tự tìm tới tận nơi. Bên cạnh đó, ở thời điểm năm cùng tháng tận, vận khí lại có nhiều biến động do âm sát hung tinh đe dọa. Bạn cũng nên hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản. Tốt nhất các kế hoạch dạng này nên để sang năm mới khi có vận khí có khởi sắc, tích cực thì hãng tiến hành. 3. Tuổi Sửu. Xem tử vi tháng 12 năm 2022 tuổi Sửu âm lịch hay còn gọi là tháng của mật, người tuổi này được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có Nguyệt Lệnh Lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được sao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng một lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể vào tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn. Đặc biệt tháng này, Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điềm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt nhiều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc là mang việc về nhà để giải quyết. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên. Có thể bạn còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy.
Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn, mà bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là về mặt tài chính vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này dù sửu không có tài tinh chiếu mệnh nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy, dự phòng nên kể cả không có khoản thu đáng kể vào trong tháng này thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy, lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Sửu cũng đừng vội ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan. Do là tháng cận Tết Nguyên đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùn hạp thì nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt ở thời điểm cuối năm. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 3 con giáp xui xẻo nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!